Nghiện ma túy, bao gồm nghiện các chất dạng thuốc phiện, là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế mỗi gia đình cũng như an ninh trật tự của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, thời điểm năm 2008, ước tính có khoảng 206.000 người nghiện ma túy, trong đó trên 80% nghiện các chất dạng thuốc phiện, bao gồm thuốc phiện, morphine, heroin. Nhóm người nghiện chất dạng thuốc phiện là nhóm có tỷ lệ nhiễm HIV cao do thường dùng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích ma túy. Nhiều địa phương có tới 30-35% người nghiện chích ma túy được xét nghiệm phát hiện dương tính với HIV vào thời gian này. Trước thực trạng đó, chính phủ cũng đã triển khai nhiều giải pháp can thiệp như cai nghiện ma túy, tuy nhiên kết quả thu được không được như mong muốn, tỷ lệ tái nghiện còn cao. Trong quá trình nghiện 30 năm thì rất nhiều lần đi cai nhưng mà không cai được. Có những lần tôi lên tận cả vùng giáp Lào ở trong Thanh Hóa cai nghiện bằng thuốc lá của dân tộc nhưng đều không thành công. Về nhà chỉ một thời gian sau lại tái nghiện. Lúc mình cứ nghĩ là thôi cái cuộc đời mình nghiện đến cuối đời đấy. Trước thực trạng đó, song song với các giải pháp giảm cung và giảm cầu, việc tìm một giải pháp nào có thể chấp nhận được để giảm tác hại của ma túy, nhất là các chất dạng thuốc phiện, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và đảm bảo cả về hiệu quả kinh tế cũng như an ninh trật tự xã hội, là nỗi trăn trở của chính phủ, của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm lúc bấy giờ. Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone đã được đưa vào thảo luận ở Việt Nam. Mặc dù methadone đã được triển khai từ năm 1965 và hơn 80 quốc gia trên thế giới áp dụng, tuy vậy, việc đưa methadone vào điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại Việt Nam trong thời điểm đó không phải dễ được chấp nhận. Việt Nam thì thời đó có rất nhiều khó khăn, kể cả những người cán bộ quản lý, những người hoạch định chính sách và những người dân thì quan điểm cũng rất khác nhau, cho rằng là methadone cũng là một loại ma túy, thế nên là cũng không có quan điểm ủng hộ ngay từ ban đầu. Từ tháng 4 năm 2008, Việt Nam triển khai thí điểm chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại 6 cơ sở ở thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu triển khai thí điểm với muôn vàn khó khăn nhưng cũng đầy quyết tâm của các địa phương. Việc triển khai thí điểm cái mô hình điều trị nghiện bằng methadone ở Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì ban đầu kể cả thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh đều gặp rất nhiều cái khó khăn, mà trước hết là nhận thức của xã hội, trong đó kể cả các cấp lãnh đạo, các ngành của thành phố Hải Phòng và chính bản thân người nghiện về cái sự mới mẻ, về cái sự bắt đầu hiệu quả, cho nên là có tâm trạng tâm lý là hoài nghi, thiếu là kinh phí trong nước để chúng ta đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực của cái chương trình này. Sau gần 2 năm triển khai thí điểm, với các kết quả hết sức tích cực mà chương trình đã đạt được thông qua các nghiên cứu, đánh giá hiệu quả từ các đơn vị nghiên cứu độc lập, chính phủ quyết định mở rộng việc triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone ra toàn quốc. 10 năm qua, việc vận động chính sách nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, tạo hành lang pháp lý cho công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hàng loạt văn bản liên quan đã được ban hành phục vụ cho công tác quản lý như các nghị định của Chính phủ, chỉ thị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ Y tế và thông tư liên tịch, các bộ và các hướng dẫn chuyên môn, tài liệu tập huấn, ứng dụng khoa học và công nghệ đã được ban hành. Tại địa phương, căn cứ các hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đều đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình điều trị methadone trên địa bàn tỉnh, thành phố, đồng thời cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ban ngành. Đến nay, các cơ sở điều trị methadone không chỉ được triển khai trong ngành y tế mà còn mở rộng đến các cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam cùng với hơn 300 cơ sở điều trị cùng hơn 200 điểm cấp phát thuốc tại các trạm y tế, tại các xã vùng sâu, vùng xa và cả hệ thống y tế tư nhân cũng vào cuộc. Anh Dương Quang Ngọc,
không nghĩ có ngày mình có cuộc sống bình thường, ổn định này. Cũng may mắn cho tôi là có cái methadone này, từ ngày tôi biết cái methadone này tôi sử dụng cách đây 4 năm thì có rất hiệu quả. Và thì từ ngày lúc tôi dùng methadone đến giờ thì tôi xa lánh được cái ma túy. Bản thân tôi nó so với những ngày nghiện nó thay đổi một cách chóng mặt luôn. Lúc trước là lúc nghiện thì cuộc sống khó khăn, nói chung mọi người xa lánh. Từ ngày tôi đi uống methadone thì tôi đã lấy lại được chính mình. Bây giờ thì cuộc sống gia đình tôi rất là hạnh phúc. Bản thân tôi khỏe mạnh, nhìn thấy thì biết, lao động công ăn việc làm đầy đủ. Cũng như anh, điều trị bằng methadone đã mang lại thay đổi cho nhiều người sử dụng ma túy khác. Khi tôi điều trị được một thời gian thì tôi đã duy trì được liều và đến hiện giờ là sức khỏe tôi rất là tốt và tôi đã hoàn thiện lại được con người mình. Trước ngày xưa nghiện thì gia đình cứ sáng cứ một ngày phải 3-4 tầm mà cứ tính tiền, khi có ngày cứ nói thật thì khi tiền triệu mới đủ, 700-800 khi tối vẫn thòm thèm. Từ lúc dùng methadone giờ thì không chả nghĩ gì, chơi bời nữa cả, cái bày ra trước mắt không thiết chơi nữa. Các bạn khỏe hơn từng ngày, sức khỏe tốt hơn, da dẻ hồng hào hơn và có vẻ như là lấy lại được những cái gì đã mất trong quá thời gian các bạn nghiện. Methadone mà đi đâu xa bây giờ đa số được chuyển thuốc, kể cả những cái vùng như là Cao Bằng, Bắc Cạn và thậm chí là xuống dưới Cà Mau chẳng hạn thì vẫn có. Cái việc đa dạng hóa mô hình là rất quan trọng, bởi vì methadone là loại thuốc phải điều trị hàng ngày và điều trị dài, liên tục, có thể đến nhiều năm. Thế nên mà chúng ta phải làm sao để cho cái sự thuận tiện nhiều nhất cho bệnh nhân. Tôi mở rộng dần xuống đến các huyện và đến nay thì trên toàn quốc có 318 cơ sở điều trị methadone, thì hầu hết là ở tuyến huyện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã mở xuống các trạm y tế xã và trong thời gian tới thì chúng tôi còn mở rộng thêm, đặc biệt là khu vực miền núi thì cấp phát thuốc ở thôn bản. I'm also impressed that the methadone services are decentralized. Tôi rất ấn tượng với việc phân cấp các dịch vụ điều trị methadone xuống tới tuyến xã ở nhiều tỉnh thành. Ở đó, bệnh nhân có thể đến uống methadone tại trạm y tế xã gần nhà hơn rất nhiều. Đến nay, sau 10 năm, chương trình methadone đã được triển khai mở rộng ra 63 trên 63 tỉnh, thành phố và điều trị cho hơn 54.000 bệnh nhân. Hiệu quả của chương trình được đánh giá có tác động to lớn đến nhiều mặt. Nếu trước đây 100% người tham gia sử dụng heroin với tần suất ngày từ 3 đến 5 lần, thì khi tham gia điều trị bằng methadone, hầu hết bệnh nhân đã từ bỏ được thuốc viện hoặc heroin. Do giảm sử dụng heroin nên hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cũng giảm mạnh, từ đó cũng giảm nguy cơ mắc HIV, viêm gan B, viêm gan C và giang mai. Hầu hết các tỉnh, thành phố báo cáo không phát hiện trường hợp nhiễm HIV mới nào trong số bệnh nhân điều trị methadone. Ngoài ra, methadone cũng cải thiện về sức khỏe, việc làm, kinh tế và an ninh trật tự xã hội. Theo ước tính, nếu không tham gia điều trị methadone, trung bình một người bệnh cần 230.000 đồng một ngày để mua heroin, tức là khoảng 84 triệu đồng một năm. Trong khi đó, chỉ với khoảng 10.000 đồng một liều, một lần cho một ngày, bệnh nhân chỉ phải chi khoảng 4 triệu đồng cho một năm điều trị bằng methadone. Chênh lệch sử dụng heroin so với methadone của 54.000 người đang điều trị, chương trình đã tiết kiệm được cho xã hội hơn 4.300 tỷ đồng mỗi năm. Người sử dụng methadone ấy, người ta khỏe mạnh, người ta ấy có thể đi làm được. Và chính cái điều đó đã nói lên một phần ấy là cái tình an ninh trật tự ấy là có tác dụng tốt, bởi vì những con người này đã có công ăn việc làm ổn định và họ cũng có nhiều cái hiểu biết ấy về pháp luật tốt hơn và tôi nghĩ rằng ấy, hành vi phạm tội ấy, là giảm.
Có thể nói sau 10 năm triển khai, chương trình Methadone được đánh giá đã hoàn thành tốt mục tiêu làm giảm sử dụng ma túy, giảm vi phạm pháp luật, giảm hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, giảm lây nhiễm HIV và một số bệnh có liên quan trong nhóm người nghiện chất dạng thuốc viện, cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy. Qua đó khẳng định Methadone là biện pháp can thiệp hiệu quả nhất, là tiêu chuẩn vàng trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện. Việt Nam đã và đang nỗ lực mạnh mẽ để chủ động bảo đảm tính bền vững của chương trình Methadone. Chương trình Methadone cũng ngày càng vươn đến gần với người bệnh hơn, giúp người bệnh dễ dàng tuân thủ điều trị. Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc là những mô hình điểm để các quốc gia khác học tập. Với sự quyết tâm của chính phủ và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, Việt Nam đã là một trong những điểm sáng trong chương trình phòng chống HIV/AIDS nói chung và điều trị methadone nói riêng. 10 năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự cống hiến làm việc không kể ngày nghỉ của đội ngũ cán bộ y tế tại các cơ sở điều trị methadone, hàng ngàn sinh mạng đã được cứu sống. Tuy nhiên trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức với sự gia tăng của ma túy tổng hợp. Câu hỏi đặt ra là liệu chương trình methadone có còn cần thiết ở Việt Nam? Hiện nay thì cái số lượng người mà sử dụng chất gây nghiện có chứa thuốc phiện chiếm khoảng 60-70%, do con số mà cần phải được sử dụng methadone thay thế thì cũng rất là cao. Cần phải là duy trì và mở rộng ở chương trình này vì nó đảm bảo cho con người khi mà đã bị nghiện như thế thì có chất này thay thế. 10 năm qua, chương trình Methadone đã đạt được nhiều thành tựu. Chương trình không chỉ cứu được hàng ngàn người không bị nhiễm HIV, điều trị nghiện bằng Methadone cũng đã cải thiện sức khỏe cũng như làm giảm tử vong do sử dụng ma túy, cải thiện kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình cũng như ổn định an ninh và trật tự xã hội. Và trong tương lai tới thì cũng Bộ Y tế cũng cố gắng để mà triển khai sử dụng một số các thuốc khác nữa, có thể tương tự như methadone, giống như thuốc suboxone hay là thuốc buprenorphine. Mặc dù ma túy tổng hợp đang gia tăng ở Việt Nam, nhưng vẫn còn hơn 60% người sử dụng ma túy ở Việt Nam là người nghiện các chất dạng thuốc phiện, thì chương trình điều trị bằng methadone vẫn giữ sứ mệnh quan trọng trong can thiệp giảm tác hại, vẫn là một biện pháp chủ yếu trong dự phòng lây nhiễm HIV trong thời gian tới. Để có thể cứu thêm được nhiều sinh mạng hơn nữa, và cũng là để cho mỗi gia đình được thêm hạnh phúc, cộng đồng an toàn và bình yên.